thư đang trở thành mối đe dọa lớn đối với cây hoa sen. Bệnh này xuất hiện các vết đốm nhỏ màu nâu đen, nhanh chóng lan rộng và làm lá khô héo. Nếu không được kiểm soát kịp thời, hoa và lá sẽ rụng sớm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và thẩm mỹ. Nên đơn vị kỹ sư Huy đã thử nghiệm trên nhiều khu vực để có được combo sản phẩm, đó là Activo Super 648WB và Interest 667.5WB. Bộ đôi bảo vệ hoa sen toàn diện, nhanh chóng, hiệu quả, bên cạnh đó còn dễ pha, dễ sử dụng, giúp quý bà con tiết kiệm thời gian và chi phí. Quý bà con chỉ cần pha 30g Activo Super với 20g Interest cho 16 lít nước, đảm bảo phòng bệnh và tăng hiệu quả điều trị thán thư trên hoa sen. Ngoài ra còn an toàn, hiệu quả, sản phẩm là sự lựa chọn hàng đầu của nhà nông, giúp gia tăng năng suất và đảm bảo mùa màng bội thu. Vậy quý bà con còn chần chờ gì mà không để lại bình luận bên dưới hoặc gọi số hotline 0898038348 để được đơn vị kỹ sư Huy tư vấn và được mua hàng chính hãng ạ. Hẹn gặp quý bà con trong những video tiếp theo.